Dạ Bùi Hải Vlog xin chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của Bùi Hải Vlog nha. Dạ Hải My 14 xin chào ông bà cô chú trên kênh của Hải My 14. Chiều nay quá trời khán giả luôn, đi xe 16 chỗ luôn nè. Trời ơi, sao chú mới tới mà chú biết con Bùi Hải? Trời ơi, chú biết hết đây luôn hả? Dạ con chào mấy cô, chiều mấy cô tới vui quá. Bà con của Duy Minh nữa gì đó, họ thấy không? Đã con chào chị. Rồi chị đẹp gái quá. Mình ở đâu đến cô? Ở bà đi Vũng Tàu. Đó, bạn số 72. Không thôi mình đi đường này. Dạ Hải My 14. Đó, bà con bây giờ tới mộ cậu để sạn dầu thắp nhang ha cô chú anh chị. Đó. À, con chào cô chú nha. Mấy cô ở Vũng Tàu tới vui quá. Vũng Tàu hả? Dạ, Vũng Tàu. Đó, bà con tới quá trời đông luôn nè. Trời ơi, vậy nhảy gì vậy? Thôi mà bà con khách trời ơi, có biết quay đâu, không biết quay chụp thôi. Để tụi con quay mình về nhà xong cũng được. Chụp rau. Bữa nay bữa nhiều lắm hả? Dạ trong đây có chùa nữa cô. Dạ ở đây con cái khu này mình làm nhà nào bao nhiêu chỗ ha, có một cái khu này là để chôn thôi. Dạ chôn ở trong xung quanh đây là chôn hết, là không có khu nào nữa, có một khu này thôi phải không? Dạ ở đây chôn rồi đằng kia cũng chôn luôn, nói chung là dạ thiêu có luôn. Có thiêu luôn, ở trong đây có lò thiêu luôn cô. Dạ một cháu một em. Dạ. Cái này là mình mở lên, là mình mở thẳng lên là thấy làm sao? Dạ, một chút cô về cô mở kênh Hải My 14 của con. Hải My 14 phải không? Dạ. Là cô sẽ thấy cô với mấy cô mấy chị ở đây. Ủa chị nói quánh không quánh thâu tì mà. Cái này gọi là phải đòn đến thời Ba Rịa Vũng Tàu. Bà Rịa Vũng Tàu. Bà Rịa ha, mình ở Vũng Tàu cô. Ở Bà Rịa ha. Bà Rịa vô Hòa Long. Bà Rịa Vũng Tàu. Ở ngày Nguyễn Thanh Đăng. Bà Rịa là đặc sản là gì mà ngang nè cô. Mắm Quy Hải gì đó. Cô ở ngoài Bà Rịa cô có biết chùa Phật Quang. Dạ đúng rồi. Quá trời luôn, trời ơi đông kín. Hả? Trời đất ơi, hô Dubai gì nè. Trời quá chừng luôn rồi bà con ơi. Cậu ơi, chiều nay mộ cậu vui quá. Vậy là bà con từ tiền Bà Rịa rồi bà con đến sao là đến từ đâu ha? Vũng Tàu. Đến từ sao em kìa. Đến từ sao em kìa. Dịch cũ. Ôi vậy con đoán đúng rồi. Đó, quá trời bà con luôn, buổi chiều nay vui quá. Mấy cô mấy chị thấy mộ cậu đẹp không mấy cô? Quá đẹp luôn. Dạ. Xuống lần này 3 lần rồi đó. Dạ. Ghé 3 lần. Mỗi lần đi ngang đây là phải ghé đây. Mấy mẫu cậu đẹp lắm hả cô? Mấy cô có chụp hình không? Chụp hình là làm kỷ niệm.
Ê quá, chiều nay mà cậu vui quá. Bữa nay chủ nhật mộ cậu quên nhà, nhà cậu à. Giờ nói mộ đó. Nhà cậu bữa nay khách quá trời khách rồi. Dạ 100 ngày. 100 ngày hả? 100 ngày mới ráp mộ. Ừ, thì đó. Dạ. Ở xuống đây là chưa có ráp. Dạ. Bây giờ mới hình thành xong. Nói chung là 100 ngày là hoàn thành đó cô. Dạ. Tới là ngày 9 mấy là mới ráp. Xuống 3 lần mà 2 lần đầu á là chưa có làm cái mộ. Dạ. Chỉ nằm đất cái vòng hoa để lên trên. Lần dạ. Này mới xuống là mới. Dạ. Yeah. Vậy là bà con năm xưa ở đây rồi, còn gì nữa lĩnh sớm lắm ta... Bà con năm xưa đến. Bà này à, chủ nhật à, mộ nhà cậu khách quá khách rồi. Khứa quá à, khách từ sáng giờ cậu tiếp mà cũng mệt luôn. À, chú à, mới xuống xe là chú nói là biết người này biết kia là con khoái chú rồi đó. Khoái. Chú vui tính ha. Thấy chưa? Dạ. Rồi, rồi, rồi. Rồi, con thấy rồi. Đúng à, chú gửi tiền mà chú nói nhỏ nhỏ. Chú nói nhỏ nhỏ nha. Trời ơi. Hả à, con thấy phải biết chú phải biết con ở Vũng Tàu đi phải nói bà con Vũng Tàu đi bà con Vũng Tàu đoàn xe 16 chỗ Vũng Tàu bà con Bà Rịa mới đúng bà con Bà Rịa thành phố Bà Rịa chở 500 ngàn để mai cúng cho chú bao nhiêu anh theo quý vị 500 rồi mình nói là một mình nói chung nha bà con à, bà con ở Vũng Tàu à. Hồi nãy con thấy chú nói chuyện nhỏ nhỏ nè nha coi từ hầu lúc ông chết tới giờ dạ. Ông chết một lượt với ông anh rể nha dạ. Dạ chết một lượt luôn dạ. Mở lên coi chứ thấy luôn coi chứ tới giờ đừng quay nữa bé mới xuống xe là biết nghe nói Bùi Hải đó biết từ đứa hết luôn cái đó thì mới xuống xe là nghe nói biết Bùi Hải là con khoái rồi đó kênh gì mới nữa đó. Con có kênh Hải My 14 nữa. Hải My 14 đúng rồi. Chiều nay về chú ủng hộ con nha. Chia ra ngày nay cũng cũng qua hết trời nhiều ha. Ở ngày mai mấy anh cho em cúng trả lễ cho cậu á. Em cúng đó hả? À, ngày mai em đậu thi đậu bằng lái đó. Rồi vậy là hỏi chú mình mốt mình cúng được không? Đúng rồi, mình phải chia ra ngày ngày nào cũng có cúng cho chú. Tại vì chú cũng mới thôi. Mốt đi ha. Con chủ đồ bên dưới đầu. Ngày mai em tính mua đồ cúng vô cúng trả lễ cho cậu. Tại vì em thi bằng lái đậu đó. Rồi, cậu độ á, cậu độ thi bằng lái. Nhưng mà lúc em mới vừa chưa thi bằng lái là em có hứa mà. Nếu mà em đậu bằng lái là em sẽ em mua dưa em cúng chú là cũng được rồi đó Hải. Họ mày cúng cái đó là cậu phù hộ cho đậu, còn về trả lễ là khác. Cũng ra lễ nữa ha. À. Mình phải cái nào ra đó đàng hoàng cậu mới phù hộ. Trời. Đó, cô đâu dạ. Dạ. Cái này trưởng đoàn ha chú. Trưởng đoàn. Trời ơi, cô cao quá trời luôn, chi kêu trưởng đoàn đúng rồi. Mấy bảy á. Dạ. Rồi dạ, Hải My 14 cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị ơi, xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Hải My 14 ạ. Dạ, Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị ơi, xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog mà. Nhưng bà cô chú có thương Bùi Hải cho Bùi Hải xin một lượt like, một lượt đăng ký để Bùi Hải có động lực làm những video hay nhất tại mộ nghệ sĩ Tú Vũ Linh gửi tới cho cô chú anh chị gần xa xem ạ. Do lần nữa Bùi Hải xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ạ.